Tịnh xá Ngọc Hiệp, thành phố Ngã Bảy. Hôm nay Dương Hậu có mang tiền của gia đình Linh Liên Hồng ở Hoa Kỳ, ngày xưa thể phụng hiệp thì đang định cư Hoa Kỳ, có gửi cúng tam bảo cho tịnh xá trụ trì cô huyện 50 đô Mỹ, 1.165.000. Thì sướng ơi, trao 1.165.000 cho cô huyện đi. 1.165.000. Đây là xin mời gia đình của con Liên Hồng ở Mỹ đó. Cảm ơn nhiều và xin ơn trên cho họ, cho gia đình được cũng như là bình an và sống an lạc mãi mãi, và gia đình được mừng ăn và được phấn chấn, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Gia đạo được trên hòa dưới thuận, con trai thì nhờ quay thần tâm bảo gia hộ cho anh được thiền nhân chi mỹ. Còn con gái thì xin ơn trên gia hộ cho nó được công ngôn dung hạnh và được vẹn tròn. Xin chúc gia đình được hạnh phúc ăn vui và hướng về tam bảo, cũng ở đâu cũng quý. Cũng quý tại vì ở bên Việt Nam mình cấp này bị có bệnh nhiều đó. Bệnh nó ít nhiều, thành ra không ai đi tới ai hết. Cúng chùa nào cũng quý hết. Thanh chúc và gia đình được ăn vui hết. Xin chúc cho cậu Dân Hậu cũng ăn lành và cậu sướng cũng được ăn vui hết. Rồi thôi thì Dân Hậu cũng xin chúc cho cô được nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiếp tục phụng sự tại tịnh xá trụ trì. Thì Dương Hậu cũng một lần nữa xin cảm ơn em Liên Hồng đã hỗ trợ 50 đô Mỹ cúng tam bảo. Đây là việc làm công đức, thì cũng cảm ơn chúc cho gia đình em luôn hạnh phúc. Và thì số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện 27 xem hoạt động của hội từ thiện. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.